Thử coi đi, thử coi, thử coi. Đứng lại. Tên trộm kia đứng lại, giúp cảnh sát giao thông thấy rồi. Chạy xíu. Không chết đâu. Đùng đùng này bắn đùng đùng với chứ. Nó. Rồi, tên trộm xỉu rồi. Chú cảnh sát tịch thu súng trước đi. Không là tên trộm lấy súng bắn chú cảnh sát sao? Lấy súng đi. Đúng rồi, tịch thu đi. Đem về cất. Rồi, còng tay lên. Còng tay lên tội phạm lại. Nếu không là tên tội phạm này chạy đó. Nặng quá. Nặng quá hả? Kêu người trợ giúp đi. Điện về cho công an. Kêu công an tới. Điện công an đi. Đâu có công an, có một công an à. Điện mấy chú. Rồi, thấy chưa? Rồi, xíu chú cũng xét bắn cái đùng luôn. Cái súng á, cái súng mà bắn nó tự bắn. Giờ sao? Giờ sao? Đó tên trộm vậy rồi kìa. Thì bắn. Bắn đúng cái bung. Bắn hoài vậy, bắn hoài. Cảnh sát kỳ á, cảnh sát bắn hoài à. Ở đây nè, bắt đi. Bè. Trời ơi, dưới.